Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay thì kênh Mít Hạnh sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các quý phụ huynh cũng như các em học sinh chúng ta làm quen với cái phương pháp finger mark. Chúng ta sẽ dùng ngón tay để có thể tính toán cộng trừ trong phạm vi từ 0 đến 99. Và đối với phương pháp này thì phù hợp cho các bạn học sinh từ tiểu học, từ mầm non cho đến tiểu học. Đấy, các bạn mầm non 3-4 tuổi thì cũng có thể bắt đầu làm quen rồi. 4 tuổi chúng ta bắt đầu làm quen được với phương pháp này rồi. Đối với video đầu tiên này thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp dùng ngón tay để chúng ta tính toán nhanh trong phạm vi đến 9 nhé. Đối với cái phương pháp này thì có cái quy ước như sau. Chúng ta có hai bàn tay thì cái bàn tay phải đây, các em sẽ giơ bàn tay phải ra. Bàn tay phải này thì là ứng với các cái số hàng đơn vị, đằng hàng đơn vị. Các số hàng đơn vị thì chúng ta sẽ có các số, chúng ta không có số 0. Số 0 là tức là khi nắm bàn tay như này đấy, từ số 0 cho đến số 9 thì chúng ta sẽ dùng bàn tay phải nhá, bàn tay phải. Còn bàn tay trái thì đây là ứng với các cái chữ số hàng chục, được chưa nào? Vậy thì trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ quan tâm đến các chữ số hàng đơn vị trước. Chúng ta cùng làm quen với một số các cái số khi chúng ta dùng bàn tay. Khi game nắm bàn tay như này, nắm như này thì tức là số 0, làm quen số 0. Đây là 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tức là ngón cái này, chứ không phải là giơ 5 ngón tay nhé. 5, ngón cái này là thể hiện là 5. 6, 6, 6 thì là 5 này, cộng thêm 1 nữa, bằng 6. 7, 7 các em, 7, 7 thì 5 này, 6 này, 7 này. Được chưa? 8 thì như nào? À đây là 5 này, được chưa? 6, 7, 8. 9 là cả bàn tay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giơ lại một lần nữa nào. Số 2, 2, 2, 4, 5, 1, 3, 6, 6, 7, 9. Các con hãy làm thật thành thạo phần này nhé. Phải thật thành thạo phần này. Đấy. 0. Đây là 0. Chưa? Tiếp tục nào. 7. 7, 4, 5, 8, 8, 9, 3, 6. Đấy. Như vậy các cái số theo thứ tự từ 1 cho đến 9 chúng ta sẽ làm lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau khi các em đã nắm chắc rồi thì bố mẹ có thể hỏi các con, có thể dừng lại hỏi các con thêm các số bất kỳ, ví dụ như số 3, ví dụ như số 7 đấy. Hỏi nhiều thì các con sẽ làm nhiều và sẽ quen. Đối với phần phép cộng thì chúng ta có một cái chú ý. Bình thường thì
Không vấn đề gì ở trong cái phần phép cộng cả. Tuy nhiên có một số các cái phép toán chú ý liên quan đến cái số 5. Liên quan đến khi cộng. Khi mà chúng ta cộng, bây giờ chúng ta sẽ làm quen dần. Gặp đến phần nào cần chú ý thì cô sẽ nhắc nhá. 1 cộng thêm 2. Chúng ta dùng ngón tay đếm như nào? Cái số này không phải là số 1, số này là số 5. Số này là số 5 nhá. Đấy, 1 thì các cái số này này, các cái số trừ cái ngón cái ở cái bàn tay phải ra thì các số còn lại, các cái ngón còn lại mỗi ngón là 1. 1 cộng thêm 2 nữa. Cộng thêm 2. Nhiều bạn sai ở phần này, tức là 1 này cộng thêm 2 các con ghi rơi như này. Đấy, bé nhà mình thì trước học cũng lúc mới học cũng hay bị sai như thế. Thì bố mẹ hãy rèn cho các con một chút. Đấy, 1 cộng thêm 2 nữa. Cộng thêm 2 nào. Cộng 1 cộng 2. Đây. Đếm lại nào. 1 cộng thêm 2. Cộng thêm 2. Bây giờ chúng ta đếm nào. Cộng thêm 1 cộng thêm 2. Như vậy 1 cộng 2 bằng mấy đây? Bằng bằng 3, phải không nào? Nhá. Nào, thực hiện lại nào. 1 cộng thêm 2. Cộng thêm nào, cộng thêm thì xòe bàn tay ra đúng không ạ? Xòe ra. Thêm 1, thêm 2. Đếm ở đây là mấy? Là 3 đúng không? 1 cộng 2 bằng 3. Chúng ta ghi số 3 vào đây. Bằng 3. Rồi, 2 cộng thêm 2. 2, 2 như nào? 2 này. Được chưa? 2 cộng thêm 2. Cộng thêm 1. Cộng thêm 2. Được chưa? Các bố mẹ không phải nôn nóng gì cả. Những cái video đầu tiên thì các con sẽ làm chậm thôi. Sau đó thì dần dần tốc độ nó sẽ nhanh lên. Đấy, vấn đề là chúng ta ở những video đầu làm sao để các bé làm quen và chúng ta làm đúng là được, chứ chưa yêu cầu là làm nhanh ở những video đầu nhá. Những video đầu tiên này. Như vậy chúng ta có 2 cộng 2 nào. 2 cộng thêm 2 nữa. Cộng 1 cộng 2. 2 cộng 2 bằng mấy đây? 2 cộng 2 bằng bằng 4 đúng không ạ? Ta ghi kết quả 4 vào. Rồi, 3 cộng 2. 3. 3 cộng 2 cộng 1 này. Cộng 1 hết chưa? Như vậy chúng ta còn cái ngón cái này đúng không ạ? 3 này cộng 1 này cộng 2. Nếu như thế này là sẽ kết quả sẽ bị sai này. Nếu như này thì cả bàn tay chúng ta là 9 đúng không? Chú ý, có một chú ý đây. Chú ý, bố mẹ chú ý. Khi trong phép cộng, khi mà chúng ta xòe thêm cái ngón này này. Khi chúng ta xòe ngón cái thì chúng ta sẽ cụp đi bốn ngón này. Được chưa? Khi xòe ngón cái ra, trong phép cộng, khi xòe ngón cái chúng ta sẽ cụp đi bốn ngón này. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta cộng, tức là chúng ta đếm thêm một đơn vị đúng không ạ? Thì cái ngón này này, cái ngón này nó là 5. Bản thân của ngón này là 5 mà chúng ta cộng thêm một thôi. Như vậy 5 thì phải trừ đi 4, phải cụp đi 4 là trừ đi 4 thì chúng ta cộng thêm 1. Hiểu chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có này, 3 cộng với 2. Không không chúng ta không cần phải giải thích cho con là 5 thì bằng 1 thì bằng 5 trừ đi 4, không cần giải thích như thế mà cứ nhớ cho các con là trong phép cộng, khi cộng nếu như mà xòe ngón này ra, xòe ngón cái này ra thì hãy úp bốn ngón này vào. Được chưa? Như vậy chúng ta có 3. 3 đâu? 3, các con giơ ba ngón tay ra. Giơ ba ngón tay. Cộng thêm 2 nào. Cộng thêm 1. Hết chưa? Cộng thêm 2, cộng thêm 2. Khi mà chúng ta giơ ngón này thì chúng ta úp, các con úp ngón này vào. Khép bốn cái ngón này vào. Đấy. Thực hiện lại. 3 cộng thêm 2, cộng thêm 1, cộng thêm 2. Úp lại. Được chưa? Khi xòe ngón này ra thì nhớ khép bốn ngón này vào. Nắm được chưa? Làm lại nào. Chúng ta có 3 cộng 1 cộng 2. Chưa? Này, 3 này cộng 1 này, khi xòe ngón này ra thì úp bốn ngón này vào. Chưa? Thực hiện lại. 3 cộng 1 cộng 2. Xòe úp. Nào, thực hiện lại lần nữa nào. 3 cộng thêm 1 cộng thêm 2, úp luôn. Được chưa? Như vậy bằng bằng mấy đây? Bằng 5. Rồi, 6 cộng với 3, 6, đây là số 6. Phải biết được số 6 viết như nào đã. 6, đếm thêm 3 nữa nào. Đếm thêm 1, 2, 3. Như vậy đây bằng mấy?
Đây bằng mấy thì các em mẹ? Đếm này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, đúng không? Như vậy đây cả bàn tay này lại là 9. Đấy. Nên là cái bước mà chúng ta học thuộc, các con phải học thuộc các số từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 là nó quan trọng. Đấy, nên là trước tiên phải học thuộc được những cái đấy đã. Đúng không? Như vậy chúng ta có 6 cộng 3 bằng 9. Bằng 9. Thực hiện lại. Không yêu cầu các con thực hiện nhanh nhé. À, trước tiên chúng ta cần các con hiểu và thực hiện đúng đã. Tốc độ nhanh thì dần dần, làm nhiều thì mới nhanh được. Đấy. Chúng ta có 6 cộng thêm 3. 1 2 3. Như vậy ở đây bằng mấy? Bằng mấy đây? À, cả bàn tay này là 9 này. Cả bàn tay này sẽ là 9. Vì sao 9 này? 5 này, ngón này là 5. 5 6 7 8 9. Được chưa? Như vậy bằng 9 rồi. 4 cộng 2. 4 các em. 4. Được chưa? Cộng thêm 2, cộng thêm 1 này. 4 cộng thêm 1. Khi các em xòe ngón này ra thì chúng ta phải úp 4 ngón này vào. Nắm lấy chưa nào? 4 này, cộng thêm 1 này, xòe úp này. 4 này, cộng thêm 1. Khi cái nắm này xòe úp này, cộng thêm 2. Được chưa? 4, 1, cộng thêm 1, cộng thêm 2. Như vậy, kết quả bằng mấy đây? À bằng? Bằng 6. Được chưa? Phải giơ được 4 ngón tay ra đã để thể hiện số 4. Cộng thêm 1. Khi cái ngón này bật ra thì khum ngón này vào. Cái quy tắc cần nhớ ở đây là khi mà chúng ta mở cái ngón này ra thì nhớ kéo 4 ngón này vào trong phép cộng. Thực hiện lại một lần nữa. 4 cộng 1 cộng 2. Như vậy kết quả bằng 6. Tiếp theo nữa, 7 cộng với 2. Số 7 ghi giơ ngón tay như nào? Kem giơ ngón tay. 7 này. 7. Đúng chưa? Cộng thêm 2 thì đếm nào. 1 2. À, các con có thể giơ, khi mà giơ ngón tay lên như này ấy thì nó không được ấy đâu. Thì bố mẹ có thể để bảo con để tay lên bàn cho dễ. Đấy. 7 cộng thêm 1 cộng thêm 2. Như vậy ở đây sẽ bằng 9 đúng không ạ? Cả bàn tay thì nó sẽ là 9. Như em bé nhà mình thì học tầm khoảng 3 buổi là bắt đầu tính nhanh được. Đấy, tốc độ của những buổi đầu thì nó có thể chậm, nhưng mà sau thì sẽ nhanh dần lên. Bố mẹ tranh thủ cứ mỗi ngày có thể mở video ra hướng dẫn cho các con, cho các con thực hành theo. Ta có 4 cộng 5. 4 cộng 5 nào. Cộng 1. Này, khi cộng này, xòe ngón này ra thì phải úp 4 ngón này vào. Được chưa? 4 này. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 5. Bằng 9. Được chưa? 4 này, cộng 5 nào, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5. Như vậy bằng 9. 3 cộng với 3. 3, được chưa? Cộng 1, cộng 2. Đấy, nhớ là khi mà xòe ngón này ra thì úp luôn 4 ngón đấy bạn. Nào, 3 nào, 3, cộng 1, cộng 2, cộng 3. Như vậy đây bằng mấy? Bằng 6, bằng 6 đây. Tiếp theo nữa, 5 cộng với 2. 5 đâu? 5 đây. Cái này thì dễ đúng không ạ? 5 cộng thêm 2. 5 cộng thêm 2 thì bằng 7. Đây, 5 này. Cộng thêm 2 nữa. Như vậy bằng 7. Như thế là chúng ta vừa đi một dãy các cái phép hai phép tính. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cấp độ lên 3 phép tính một chút. Thế thì khi mà ôn lại một chút nhé, ôn lại một chút các phép toán, từ phép toán này đến phép toán này một chút này, thực hiện nhanh. 1 cộng 2, 1 cộng 1 cộng 2 này, 1 cộng 1 cộng 2, được chưa? Như vậy 1 cộng 2 bằng 3, bằng 3. 2 cộng 2, 2 cộng thêm 2 nữa, cộng thêm 2 nữa bằng 4. 2 cộng 2 bằng 4. 3 cộng 2, 3 này, cộng 1 cộng 2. Như vậy 3 cộng 2 bằng 5. Nhớ khi xòe ngón này thì phải úp 4 ngón này vào. Thực hiện lại phép toán này. 3 cộng 2 1 2. 3 cộng 2 bằng 5. 6 cộng 3. 6 đây. Cộng thêm 3 1 2 3. Như vậy 6 cộng 3 bằng 9. 4 cộng 2 4 này.
Được chưa? Cộng 1, cộng 2, 4 cộng 2 bằng 6. 7. 7 này. Cộng 2, cộng 1, cộng 2. Như vậy 7 cộng 2 bằng 9. 4 cộng 5, 4 này. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5. 4 cộng 5 bằng 9. Cả bàn tay này tức là 9. 3 cộng 3, ta có 3 này, cộng thêm 3 nữa đúng không ạ? Cộng 1, cộng 2. Khi mà chúng ta cho ngón này vào thì xoay ngón này ra thì nhớ úp vào. 3 cộng 1, cộng 2, cộng 3. 3 cộng 3 bằng 6. Các bạn thực hiện lại một lần nữa. Còn 3 cộng 3, 4 cộng 5, ta có 4 này. Cộng 1. Đấy, nhớ khi cộng cái này cái thì úp lại luôn. 4 cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5 bằng 9. 3 cộng 3 nào. 3 cộng 1, cộng 2, cộng 3. Như vậy bằng 6. 6. 5 cộng 2. Ta có 5 cộng thêm 2 nữa bằng 7. Tiếp theo sang hai phép cộng. Khi mà chúng ta có hai phép cộng thì chúng ta thực hiện các phép cộng thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Từ trái sang phải, lấy 1 cộng 2. 1. 1 cộng 2 cộng 1 cộng 2. Thấy chưa? 1 cộng 2. Đây, để như này luôn, để như này đã. Tiếp tục cộng 3 nào. Cộng 2 rồi, chúng ta để nguyên ngón tay. Cộng 3. Cộng 1, cộng 2, cộng 3. Như vậy bằng 6. Được chưa? Thực hiện lại nào. Thực hiện lại nào. 1, cộng 2, cộng thêm 3 nữa. 1, 2, 3. Như vậy bằng 6 đúng không ạ? Đây chúng ta ghi kết quả bằng 6 vào. 2, cộng 2, cộng 3. 2 này. 2, cộng thêm 2. Rồi cộng thêm 3. Đếm nào. 2, cộng thêm 2. Giữ nguyên ngón tay nhá. Các con không thu lại nhá. Chúng ta đi giữ nguyên, chúng ta cộng liên tiếp. 2 này. Thêm 2 nữa này. Rồi thêm mấy nữa? Thêm 3 nữa này. Thêm 3 đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy bằng mấy đây? Bằng 7. Nhá. 2 này. Cộng thêm 2 này. Cộng thêm 3. 1, 2, 3. Bằng 7. 2 cộng 4 cộng 1. Chúng ta cũng thực hiện các phép toán từ trái sang phải. Lấy 2 cộng 4 trước. 2 cộng thêm 4 nào. Cộng thêm 4. 1, 2, 3, 4. Sau đó thêm 1 nữa đúng không ạ? Cộng thêm 1 nữa. Cộng thêm 1. Như vậy bằng 7. Cũng bằng 7 luôn. Thực hiện lại nào. Thực hiện lại phép toán phía trên này. 2 cộng thêm 2. 1, 2. 2 cộng 2 rồi đúng không ạ? Cộng thêm 3 nữa nào. 1, 2, 3. Như vậy bằng 7. 2 cộng 4 cộng 1. Chúng ta có 2 cộng thêm 4 nào. 1, 2, 3, 4. Cộng thêm 1 nữa. 1. Như vậy bằng 7. Thực hiện lại các em. Chúng ta thực hiện lại nào. 2 cộng 2 cộng 3 nào. 2 cộng thêm 2 nào. 1, 2, cộng thêm 2 đúng không ạ? Rồi, cộng thêm 3. 1, 2, 3. Như vậy bằng 7. 2 cộng 4 cộng 1 nào. 2 cộng 4 nào. 1, 2, 3, 4. Cộng thêm 1 nữa nào. Như vậy đây bằng 7. Tiếp tục, 6 cộng 1 cộng 2. Ta có 6 như nào? 6. Giờ đúng 6 này. Chứ không phải là 6 ngón tay như này nhé. Không, 6. Đây là 5 với 1 là 6. Chúng ta chỉ dùng mỗi bàn này thôi. Được chưa? 6. Được chưa? Cộng thêm 2. Cộng 1, cộng 2. Làm lại. 6 cộng thêm 2. 1, 2. Như vậy đây bằng mấy? Bằng 8 đấy. Đúng không? Vì sao bằng 8? 5 này. Đếm nào. 5, 6, 7, 8. Nhớ học thuộc các số từ 1 đến 9 trên bàn tay này cho lúc trả lời kết quả cho nhanh nhá. 6. 6 cộng 6 cộng 2, 6 cộng đây. Lỗi các em. 6 này. 6 cộng 1 cộng 1 cộng thêm 2, 1 2. Như vậy bằng 9. Bằng 9. Mãi nói quá quên cả kết quả đúng không ạ? Ta thực hiện lại này, 6 cộng 1 cộng 2.
Đây là 6 rồi đúng không ạ? 6 rồi, cộng thêm 1 này. Được chưa? Giữ nguyên bàn tay. 6 thêm 1 rồi. Rồi, thêm 2 nữa. 1, 2. Như vậy bằng 9. Nào, các con thực hiện lại phép toán này nào. 6. Đây là 6 này. 6. Vì sao 6? 5, 6. Đếm 5, 6. Được chưa? 6 cộng thêm 2. 1, 2. Như vậy 6 cộng 2. Là 6 cộng 1 đã. 6 cộng thêm 1 trước. Đây có phép cộng 1 này. 6 cộng thêm 1. Được chưa? Giữ nguyên. Cộng tiếp thêm 2 nữa. 1, 2. Như vậy ở đây 6 cộng 2 bằng 9. Tiếp tục nữa. 2 cộng 5 cộng 1. 2 đâu? 2. 2. Cộng 5 nào. Cộng 5 nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cộng thêm 1 nữa. Thêm 1 nữa. Như vậy, kết quả của ta bằng 8. Ta thực hiện lại các phép toán cộng 3. Có 3 số đây đúng không ạ? 2 phép cộng. Thực hiện lại nào. 1 cộng 2 cộng 3. 1 cộng thêm 2 trước nào. Cộng 2. 1, 2, được chưa? Đấy, đây là 1 này, cộng thêm 2, cộng thêm 1, cộng thêm 2. Rồi, cộng thêm 3 nữa nào. 1, 2, 3. Như vậy kết quả bằng 6 đúng không ạ? Đây, 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 này. 5, 6. Rồi, 2 cộng 2 cộng 3. 2 cộng thêm 2, được chưa? Cộng thêm 3 nào. 1, 2, 3. Như vậy bằng 7. Bằng 7 đây, bằng 7. Tiếp theo, 2 cộng 4 cộng 1. Chúng ta có 2 nào. 2 cộng thêm 4 đi các em. Cộng 4 như nào? Cộng 4 này, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4. Được chưa? Rồi, cộng thêm 1 nữa. Để như này, cộng thêm 1 nữa. Như vậy kết quả chúng ta bằng 7. Tiếp tục, 6 cộng 1 cộng 2. 6 này. Được chưa? Cộng thêm 1 này. Rồi giữ nguyên như này. Cộng thêm 2 nữa. 1, 2. Như vậy bằng 9. 2 cộng với 5 cộng 1. 2. Đếm thêm 5 nào. 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Cộng thêm 1 nữa. Như vậy kết quả ta ở đây bằng 8. Như vậy là ở cái video đầu tiên này, quý phụ huynh yêu cầu chúng ta giúp các con chúng ta biết được cái cách nhận biết các cái số từ số 1 đến số 9. Biết lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa? 1 này. 2, hỏi 3, 5, 6, 9, 8. Đấy, cứ hỏi các con. Đấy, các con chúng ta có thể thay đổi các cái số không theo thứ tự, không đọc theo thứ tự. Đấy, chúng ta hỏi các số 1 rồi đến số 4 chẳng hạn, rồi đến số 6, rồi đến số 8, rồi đến số 9, quay lại số 2 chẳng hạn. Đấy, làm sao để các con nhuần nhuyễn. Đấy, bố mẹ cũng học theo, nhiều khi bố mẹ còn chưa nắm rõ được đúng không ạ? Xem đi xem lại. Sau đó thì cái cần nhớ tiếp theo là khi mà cộng thì chúng ta cứ đưa một ngón tay ra thì chúng ta xem như là cộng 1 nhá. Cộng 1, chú ý khi xòe ngón này. Khi xòe ngón này thì nhớ khép 4 ngón còn lại vào. Đây, chúng ta nắm 4 ngón lại vào. Để tiếp tục đón xem các video mới thì quý phụ huynh hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Quý phụ huynh có thể theo dõi Facebook là Mít Hạnh Toán Lý Hóa để chúng ta biết thêm được các video mới. Hoặc là chúng ta cũng có thể theo dõi cái Facebook Bùi Hạnh NEU. Đây, hoặc là cái Facebook này Bùi Hạnh NEU thì cũng được nhá. Ta có hai Facebook. Rồi, chúc cho các con có thể chúng ta thực hiện xem đi xem lại và thực hiện thêm nhiều các cái phép toán mới. Bố mẹ có thể đưa thêm nhiều các phép toán mới để hỏi các con để chúng ta thực hiện nhuần nhuyễn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.